đủ tiêu chuẩn hết trơn. Này dựa sao mà té nổi, trời mặt dễ thương quá ha. Ba dài cũng nói em vậy chị, đỡ tốn tiền mua gấu bóc. Mà nè, có hút thuốc, có rượu chè bê bối gì không? Em không hút thuốc, nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Có bê bối không? Dạ không. Biết biết quá vậy sao con nghi quá. Dạ có vậy, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết hôm nay 100%? Dạ thì thử rồi biết vậy. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh hơi lâu cũng hay quên cái giọng hơi giống giống. Đúng rồi, không, không. Tôi đâu có nói quan đâu. Nắm tay nhau nào. Dễ thương quá gì đâu. Đây. Không có hùng hùng gì. Định của anh Linh này là phải hùng. Phải hùng. Dạ hơi lười chú. Chị con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ giữa cái không bấm với lại hùng còn cái nào? Là Đặng Thị Nhị. Năm nay em 24 tuổi, hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến từ Long An ạ. Chào mọi người, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên là Vũ, mình cũng đến từ Long An. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Vũ bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Nhị là 24 đúng không? 24. Nhị con quê Long An, con quê chỗ nào nhị? Con ở Cần Giuộc, ở Tân Tập hả chú? Em? Dạ, ở đâu? Em ở Đức Hòa. Đức Hòa, Cần cũng chung tỉnh Long An như Đức Hòa, Cần Giuộc. Cách xa nhau khoảng 40 km. Em làm cái công việc đi làm cô giáo giữ trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng là năm thứ tư rồi. Là kinh nghiệm dữ lắm này, khéo lắm nè, chăm sóc người khác rất tốt đúng không? Mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình để cho bạn trai bên kia nghe luôn. Mọi người mà khi gặp em thì hay nhận xét là em hiền, chịu khó, siêng năng. Với lại em thấy mình là một người sống có trách nhiệm. Em cũng biết nấu ăn. Dạ em cũng biết chơi một số môn thể thao như là nhảy dây, đi bộ, đi xe đạp. Trời ơi. Bạn trai biết chơi thể thao gì không? Dạ biết chị, em biết chơi cầu lông chị. Biết đi bộ không? Dạ em chạy được luôn. Theo bạn thì làm sao đi hợp với bạn? Dạ thì tôn trọng nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, hiểu được nỗi khổ của mọi người. Cái khó của bạn là gì? Ví dụ mình hẹn rồi mình có chuyện quan trọng hơn thì bạn cũng phải hiểu thông cảm cho mình chứ. Ngoại hình chiều cao gì có yêu cầu gì không? Cao 1m55 trở lên, em thích tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là nụ cười phải đẹp. Thế nào là nụ cười đẹp? Cười thấy có duyên đẹp là đẹp thôi anh. Bạn làm gì để cho người bạn gái của mình được vui? Bạn nói thử nghe coi. Nói chung là em cũng khá là lãng mạn. Mình đi biển, ngắm biển, rồi đốt nến, ví dụ vậy chị. Đốt nến ngoài biển ha? Dễ gì cháy. Dạ không, mình đốt trên cát chứ anh. Được không? Dạ đốt được anh. Bạn nữ có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Mẫu người bạn trai của em là cao trên 1m65, nhìn được hiền không? Em dư anh. Dư rồi. Nói chuyện có duyên tí xíu. Hiền, bên đây hiền lắm. Đây có duyên đẹp trai. Tính trắng. Cũng hơi yếu một chút á. Có ai nói bạn vậy không? Dạ, dạ có không? Ý chí. Chính trắng. Có chí trong ý. Có ý, có chí luôn. Nếu được thì phải biết chơi một môn thể thao. Chơi gì đó, cầu lông gì rồi kìa. Với đi bộ nữa là hai. Đi chơi bánh đũa nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Rồi, điểm gì mình không thích? Con trai nóng tính, gia trưởng, hút thuốc. Rượu chè bê bối ở dơ có không? Có không? Dạ không. Sao bên đây người ta đầy đủ tiêu chuẩn hết trơn. Trời ơi, cái này dựa sao mà té nổi. Trời, mặt dễ thương quá ha. Ba dài cũng nói em vậy chị, đỡ tốn tiền mua gấu bông. Mà nè, có hút thuốc, có không, rượu chè bê bối gì không? Em không hút thuốc, nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Mà có bê bối không? Dạ không. Biết quá vậy sao con nghi quá. Dạ có chị, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết mình 100%? Dạ thì thử rồi biết chị. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh hơi lâu cũng hay quên. Cái giọng hơi giống gái hơn cũng. Đúng rồi, không, thấy chưa? Tôi đâu có nói quan đâu. Không có hát được. Này hít đất nổi không? Dạ chắc cũng nổi một cái hai cái gì. Cái gì có một cái hai cái và năm cái nổi không? Lâu lâu bỏ. Không có bỏ, giờ làm năm cái đi rồi tôi gả vợ tôi khỏi hỏi nữa. Năm cái đúng không quý vị? Rồi. Bây giờ yếu quá sao mà lấy vợ được? Có gì anh đỡ em nha. Có gì anh đỡ nổi không anh đỡ. Một, trời ơi cũng ăn gian dữ. Hai, rồi đi cúi đầu ba, đó bốn ụp xuống luôn. Năm, trời ơi như lượn sóng vậy đó. Người ta hít đất ta lên đều vậy nè. Ổng lượn lượn lên lượn lượn vậy nè. Lượn gì nó nặng quá nó cũng cúi đầu như nước không. Trời ơi rồi coi như xong hơi luôn vậy ha. Chị ơi chị làm khó em quá. Bây giờ chắc chửi trong bụng dữ lầm thầm bà Mai này. Còn nữa bắt nhỏ tội nghiệp nhỏ. Đúng không? Dạ không có chị, em hiền đâu có chị. Dễ thương không? Dạ dễ thương. Được rồi, cảm ơn em. Thôi đừng ép bằng trai nữa. Qua bắt đàn gái nhảy dây giờ đó. Dễ thương lắm em. Trời ơi, khỏe, khỏe lắm. Người này là em trong nhà chuyện nặng để ảnh lo hết. Đất 5 cái. Đàn gái nhảy dây được 5 cái không? Dạ hơn đó chú. Anh này dễ thương lắm. Nói chung hai người đứng nhau cũng cỡ 9-10 đó. 9-10 đó. Đàn trai đẹp trai lắm nha. Trai.
chắc chắn xứng không? Con xứng, chú thấy xứng đó. Mặt hai người có đáng giống giống nhau luôn á. Dân miền Tây ăn dễ thương hết trơn á. Con có tật xấu gì không? Con hơi kỹ tính, hay cầm ràm. Cầm ràm ông khó chịu lắm, con bỏ bớt cái đi ha. Còn tật xấu gì nữa? Con hay thức khuya. Thức khuya không có tốt, thức khuya ốm nữa đó nha con. Dạ. Con gái thức khuya vậy da mặt không có đẹp. Đúng rồi, không có đẹp. Hay buồn hay giận. Ừ, được rồi. Bạn rồi, gái bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn thân với là em họ của em. Xin chào à, hai chào em. Xin dễ thương và quý khán giả. Em là Thùy Linh, em họ của chị. Em thấy anh thì mập mạp cũng mỉm, dễ thương. Được á chị. Em thấy được hả? Dạ. Cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bác em, với cô, với lại bạn thân của em. Bác đi ha. Rồi. Xin chào hai MC. Nè, cũng chào con ha. À, Vũ là rất là hiền, thật sự là nó rủ là con một. Ví dụ cô muốn hỏi thật nè, nếu mà sau này mà tụi con mà có đến với nhau được á, con có chấp nhận làm dâu hay không? Dạ nếu mà tình cảm của con thật sự có với bạn thì con nghĩ con sẽ về con. Tại vì cô thấy con cũng xinh gái, cũng mà dễ cảm thương cô. Thì Vũ của cô thì cũng không phải là câu khen gì mà đó là một đứa cháu rất là cũng là dễ thương mà rất là hiền. Thì đang có công việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà quê gốc là Long An, còn bố mẹ chỉ có một mình Vũ thôi. Thành ra thì cô cũng ngại. Thí dụ như sau này mà có nhiều cô bé đến mà thí dụ không có chịu dứt khoát là Vũ cũng đường cùng cuối cùng là Vũ cũng phải về quê để chăm sóc ông bà, tại vì ruộng nương của ông bà với cũng để lại. Thành ra là cô cũng hỏi thẳng con là như vậy. À, cô cũng mong rằng hai đứa thì cũng làm quen với nhau bước đầu. À, sau đó thì tụi con cũng một Long An thì cô cũng nghĩ là mấy chục cây thì cũng không thành vấn đề. Mà cô nhìn con thì cũng có nét rất là hiền. Điều đó cô cũng mừng trong bụng lắm à. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Đức quà thì ngon lắm à. Ngon lắm cô nha. Cô bay gãy cánh thôi anh. Vấn đề quan trọng là gặp hai mặt đứa nhau, gặp nhau thôi. Cảm nhận như thế nào rồi mới biết ha. Có về quê hay không, chuyện đó chuyện nhỏ. Yêu quê tới đâu cũng đi ngon, đúng không em? Dạ. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn. Con một. Đừng có rung nha con. À, em cảm ơn quà. Con nãy giờ ngồi rung quá à. Em cảm ơn quà tổng. Cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không sao em. Mập thì nếu em không thích thì anh có thể ốm được. Dễ thôi. À, em thấy anh hiền, dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi chờ người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình đủ rồi đó thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không thành vấn đề. À, em muốn hỏi là anh có hay đi tập thể dục không? À, lúc trước thì anh hay chơi đi đánh cầu lông lắm. Giờ thì cũng đi làm công việc nhiều á. Dạ, rồi cũng đánh hành. Không, hít đất 5 cái đó em được mà. Dạ. Dạ nếu mà anh rảnh thì em với anh hẹn nhau đi đánh cầu lông hoặc là đi tập thể dục. Tại vì em cũng rất là thích tập thể dục. Dạ hết rồi. Sao đấy? Nhiều đó mà hết. Thôi hẹn hò sao cứ. Dạ, thì nãy bạn mới rủ hẹn đi đánh cầu lông rồi. Trời ơi. Anh có biết chạy xe đạp không? Thôi. Dạ. Anh có biết đạp mà anh không có sức. Đề xuất đó, lãng mạn đó. Tại vì em rất là thích đi xe đạp. Ừ. Nếu có thể thì anh có thể chở em đi lòng vòng thành phố cũng được. Dạ, cũng được. Nổi không anh? Dạ không nổi thì bạn chở em. Thôi quá bỏ đi cưng nha. Em cảm nhận bạn trai như thế nào? Anh hiền. Quá hiền luôn. Dễ thương. Quá dễ thương. Vui vẻ. Quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Ưng cái bụng không? Dạ, có điều hơi mập. Cái bụng hơi mập. Dạ, anh nói rồi, anh ốm được và em yên tâm. Ừ. Rồi, để tay vào nút bấm. Mời đóng phim được không? Dạ được anh. Giai bùa kiểm. Phải chấm thêm cái mục rùi nữa. Đây là giờ phút quan trọng. Bao nhiêu người đang theo dõi chương trình, đang chứng kiến của mình ngay tại đây. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ôi, có rồi. Tháo nút của ta luôn rồi. Bấm dở cái nút ta luôn rồi. Hai bạn nha, dễ thương lắm. Nắm tay nhau nào.
dễ thương lắm, gì đâu không có, dạ. Không có hung hung mới được. Quy định của anh Linh này là phải hung. Phải hung. Dạ thôi được rồi chú. Vậy con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Ở trên đây gặp chưa cũng chưa nói được cái gì hết nên là quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một cái điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc xa. Mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi, nếu con quan điểm như thế là sai. Con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con à. Đấy, con một cô giáo, mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Nào, đây là một thủ tục. Em tặng anh ấy, nhưng mà anh đọc rồi thì anh có thể cho mượn đọc lại. Rồi, anh cũng nói đi, anh tặng hoa đi, rồi khi nào em xài, khi nào héo em gửi lên anh. Rồi khi nào khô nó để lại, rồi em cất trong nhà làm kỷ niệm cho tới già luôn, mình lấy ra mình nói nhớ ngày đầu gặp gỡ bó hoa này anh tặng em đó. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh ở bên kia ạ. Em tên là Trân, hiện nay em 29 tuổi và đang là nhân viên cho một văn phòng đại diện của Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. À, mình làm về cái gì trong văn phòng đó? Dạ, em là nhân viên kinh doanh nhưng mà kiêm luôn quản lý chất lượng. Wow. Dạ. Mình quê ở đâu? Dạ em quê ở Bình Định vậy. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Đức Quốc, năm nay 30 tuổi và quê là ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhưng làm nghề gì bạn? Dạ làm bên mảng pháp lý của một công ty kiểm toán. Lý do tại sao bạn đến đây, bạn trai? Dạ do em ế. Tại sao ế? Em cũng có qua là hai mối tình, chia tay khoảng hơn một năm rồi. Tại mình hay tại ai? Tại lý do gì? Do những vấn đề trục trặc giữa hai bên mà nhiều lúc đẩy nó đi xa quá là không níu kéo lại được. Bây giờ hỏi bạn nữ rồi, nè. Qua bạn gái đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua hai mối tình thời sinh viên. Dạ, nhưng mà có thể là do còn trẻ với lại là chưa có đồng quan điểm và nhiều thứ không hợp nhau nên cũng... Cả hai mối tình thời sinh viên hết, có nghĩa là sau này một khoảng thời gian dài mình không có mối tình nào? Dạ cũng có tìm hiểu bạn này bạn kia nhưng mà thực sự gọi là chưa chính thức quen. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một tí. Em cố em nhịn dữ lắm nhưng mà chập em cũng buông ra. Nhưng mà sau đó rồi có thể là em sẽ nhìn lại thì thấy nếu mà mình sai thì mình xin lỗi. Nói xin lỗi rất là khó, mình nói được xin lỗi là mình đã tốt quá rồi, đâu có gì đâu. Không sao hết á. Không biết bên kia bạn trai mình có ưu điểm khuyết điểm gì không ha? Em có nghiên cứu và tổng hợp 200+ số của bạn muốn hẹn hò thì thấy các bạn nữ là không có thích những người như là hói hút thuốc lá và gia trưởng. Cái đó thì em có. Cái đó thì em không có. Tổng hợp 200+ số luôn ha. Thì cái về vấn đề ca hát á, em dở lắm. Vô karaoke em toàn ngủ mà. Ai hát thì hát đâu, em ngủ. Em giỏi chứ, ca hát vậy mà em ngủ được cũng giỏi chứ. Rồi gì nữa? Nhiều lúc là hay quên, em mà suy nghĩ chuyện gì á là tự nhiên em quên mất mình đang lái xe. Thôi, lúc lái xe lái em cho em còn lái xe nữa. Nguy hiểm quá. Không, chuyện nào mà nó quan trọng cần suy nghĩ á. Dạ chị. Có làm sao không? Dạ không vậy, lúc đó là đi chạm hả chị? Cái này không có được nha. Mai mốt có suy nghĩ gì tấp vô lề suy nghĩ giùm tôi cái nha. Cái đó là mình tâm hơi tâm hất quá, mình bỏ nguy hiểm đến tính mạng không có nên. Dạ hết rồi chị. Rồi mà bây giờ thích cái mẫu người bạn gái thì sao? Hiền lành, biết quan tâm gia đình, đừng có sống ảo chị. Sống ảo là sao? Dạ bây giờ thì cứ lên Facebook một ngày đăng mấy tin rồi cảm xúc đang cảm thấy muốn gì đó. Mệt lắm vậy. Cảm thấy muốn đi chơi, cảm thấy muốn đi biển, muốn gì nó đại với em đi ha. Chứ dạ. Cần. Bây giờ không thích cái gì ở bạn nữ? Chi ly tính toán quá. Trời đàn bà giữ hòm chìa khóa trong nhà mà không tính toán rồi sao còn của? Thì có chuyện gì tính thì được, ví dụ ra chợ mua rau cá rồi. Phải trả giá tính, chứ. Tính 1-2 ngàn rồi chi ly quá cũng được. Ủa vậy hả? Rồi bê mốt tiền tài chính trong nhà tiền ai lo, ai giữ tiền? Dạ hồi nữ lo cho chị, tại em thoáng lắm. Ừ chứ em lo chắc không còn gì quá à. Rồi bây giờ đi làm 10 đồng thì về đưa vợ mấy đồng? Thôi đưa 8 anh chị, còn 2 cà phê với lại... Rồi, chừng nào tiến tới hôn nhân được? Thôi lúc nào cũng được chị. Có chuẩn bị gì chưa? Em thì có căn hộ ở thành phố rồi. Ờ vậy được mà rồi. Chưa lấy số hồng. Thôi được rồi, miễn có được rồi. Ngắn gọn thôi. Chị Tường chỉ quan tâm đến nhà cửa chứ. Có nhà rồi em. Có nhà thì mới yên tâm ha. Anh thì quan tâm tới khát vọng và ước mơ thôi. Nào. Anh chào cô gái. Dạ. Em phải thực tế chứ. Yêu cầu một người như thế nào? Em thích một bạn cao ráo, nhìn sáng sủa với lại nhìn mặt không có gian gian điệu điệu. Anh này nhìn không có gian cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm nhưng cũng đôi khi tối sủa nữa. Với lại là em cũng không thích con trai vũ phu.
Ví dụ như đánh con phụ nữ hay là nói chuyện với phụ nữ mà cứ cố tranh phần hơn hay là sao đó. Vu thì không được rồi. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa? Dạ, nói chung là em thích một bạn nam nhiệt tình với những người xung quanh và biết quan tâm đến người khác. Anh kiểm tra xem sao nha. Hỏi cái gì Vũ Phu giùm em nha. Rồi. Không phải dạ, chắc Vũ Phu không nổi đâu. Có Vũ Phu không? Không anh. Vũ nữ. Không. Rồi, hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không bạn? Dạ em có, em họ với lại là bạn thân của em ạ. Rồi, em họ với bạn thân đâu ạ? Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Thì em là em họ của chị Trân. Nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện của anh chị thì em nhận thấy rằng ở anh có một cái sự chững chạc, điềm đạm. Nói chung là anh rất là chỉnh chu. Em cũng chia sẻ thêm với anh á, là chị Trân của em á, là người rất là nhiệt tình, rất chung thủy, rất là biết lo lắng quán xuyến cho gia đình, mà thật sự là một người phụ nữ của gia đình. Em rồi, xin cảm ơn em. Hôm nay em có đi với ai không? Em có đi với em họ, em ruột, 4 người bạn và 11 người đồng nghiệp. Coi như hết ở dưới khán đài luôn. Nguyên fan club này luôn. Trời ơi đông quá. Rồi bây giờ ai đại diện nè? Em ruột trước đi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong khán phòng ạ. Em chào chị luôn ạ. Theo em nhận xét á, thì chị á, thì em cảm thấy ok, chị hiền được. Còn bây giờ em cảm thấy thì anh chị có cho nhau một cơ hội đi. Anh em cũng lớn rồi, chắc chúng qua năm sau nếu được thì hai anh chị tiến tới luôn. Đúng rồi, chị cũng mong vậy lắm á. Rồi, dạ rồi. Xong. Thôi. Bây giờ tham cho khảo gặp nhau hai đi. Bên xong rồi, mình kéo màn gặp nhau nha. Nào. Em chào anh ạ. Anh. Dạ, em cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Tặng quà ta chưa nói năng gì trơn, quay lưng lui trời thiệt chứ. Nghe chị. Dạ quyển sách này thì em cũng chưa có đọc. Em tặng anh, nếu như mà anh đọc rồi thì anh có thể cho mượn đọc lại. Rồi anh cũng nói đi, anh tặng hoa đi, rồi khi nào em xài, khi nào héo em gửi lại anh. Rồi khi nào khô nó để lại, rồi em cất trong nhà làm kỷ niệm cho tới già luôn. Mình lấy ra mình nói nhớ ngày đầu gặp gỡ, bó hoa này anh tặng em đó. Nó ý nghĩa lắm chứ bộ, đúng không? Thôi bây giờ hai người chúng ta sẽ cùng trao đổi để xem không tim đập mạnh hay không. Bắt đầu. Ai nói không? Trời ơi, xí trước khi nói giờ mới thấy, nãy giờ không thấy. Ngày xưa có một chuyện tình, cổ ghi ra trong này rõ luôn. Bạn muốn hẹn hò, cô tiêu chuẩn luôn, ngoại hình cao ráo, dễ nhìn. Cô để cô viết ra cái list sẵn luôn. Giờ bây giờ em nhìn cái list này nè. Em đọc rồi em nhìn ảnh coi có trúng chưa. Đúng rồi đó. Bao đêm viết ra được thì phải không, cái này cho em giải thích. Đọc đi. Không phải cái này em giải thích chút xíu, tại vì cái tính em nó hay quên. Em làm việc với sếp Nhật thì lúc nào cũng phải có bút để ghi. Không sao, không sao. Anh thử đọc coi giống anh không? Cái này là thực ra nó là quà tặng kèm với cuốn sách đó, nhưng mà em tặng luôn đi. Vậy là dạ, sau này anh giống gì trong suy nghĩ của em rồi đúng không? Nên em giấu luôn đúng không? Nếu sau này em với anh đến được với nhau thì anh đọc sau đi. Còn bây giờ anh cứ để một phần là bí mật. Chắc trong kia yêu cầu cao lắm hay sao? Thôi hai người tâm sự đi. Dạ hồi trước tại vì em hay coi phim Hàn Quốc cho nên em hơi thích con trai cái kiểu giống như mấy oppa bên Hàn Quốc kia, và nhìn anh như vậy là em thấy cũng ok rồi. Với lại là em đặc biệt là thích con trai mặc quần tây áo sơ mi trắng. Wow. Thì không biết là hôm nay là mọi người trong văn phòng của anh là cùng nhau nghỉ làm để đi đến đây hay là sao? Anh vụ nghỉ hết á. Nhớ mặc bộ đồ đựng thai luôn nha. Em cảm nhận về bạn gái thế nào? Xinh. Tươi. Bình thường ta gọi là tươi mà không cần tưới luôn á. Không, nó là dễ thương. Vậy hết rồi. Dạ. Rồi nếu mà hẹn hò nhau thì mình như thế nào? Thường em làm một tuần bao nhiêu buổi? Dạ em làm nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà thỉnh thoảng thì em đi công tác. Mà em làm gì nãy ta? Anh nghe không rõ. Dạ em đi mua hàng thủy sản để sang Nhật. Em có mua ốc hương không? Ốc hương á? Ốc hương, nhà anh trên nuôi ốc hương hả? Đúng rồi, anh nuôi. Thế anh nhà em bán hết rồi.
Em chủ yếu là em coi bên tôm với lại hàng giá trị gia tăng là những cái mặt hàng kiểu tempura mấy con mà tôm à. Dạ, tôm nhanh cũng được. Thôi thôi vô con người đi trời. Tình yêu một móc mối làm ăn hả? Em hỏi nghề dính nghề. Trời ơi, chúng tôi đang phải móc mối làm ăn. Nhưng mà tại vì em mua là em mua qua nhà máy chứ em không mua nguyên liệu. Không có em mua đâu thành phẩm. Mua anh rẻ không? Đây không chỗ phải chỗ bắt ốc. Bắt đầu nói chuyện tình yêu. Lợi dụng diễn đàn mua bán. Dạ, em cũng thích ăn ốc lắm anh. Thôi mình nói chuyện hẹn hò nhau lần đầu ở đâu đi. Thôi chuyện nó bỏ qua đi. Dạ. Nếu như mà tình cảm mà đã chín mùi mà đi đến hôn nhân được thì lúc này cũng được. Dạ. Tại gia đình em thì cũng, gia đình anh thì cũng dễ. Dạ. Còn em thì sao? Dạ, em thấy là em cũng đủ sẵn sàng để mà lập gia đình. Khoảng mấy năm? Dạ, bây giờ là em thấy em cũng có thể là trở thành người phụ nữ của gia đình được rồi. Ủa ra được rồi hả? Ở luôn hả? Cái cuốn này mai mốt anh có đọc được hay không, là ăn thua giờ có bấm nút hay không đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ cho suy kỹ nha. Suy nghĩ kỹ nha hai bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Sao bạn nào không bấm bạn? Như là cái nhìn đầu tiên chưa có rung động lắm. Nên như cảm nhận của em tình yêu mà nữa. Đôi khi nó cũng có thể là chưa rung động thì chưa bấm được. Một cô gái rất dễ thương, thông minh ha, giỏi nữa. Anh nghĩ rằng bạn đã mất một cơ hội rồi đấy. Cảm giác như thế nào? Em và anh gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn việc tiến đến hay không thì cái đó là do duyên số hết. Nên cũng tôn trọng ý kiến của nhau. Yên tâm đi bạn. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng ngàn người bấm nút để chọn bạn nữ nha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Đây là quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn anh. Nhớ đọc sách xong rồi cho bạn ấy mượn nha. Và em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Mỹ ạ. À, em năm nay dạ. Mỹ Nương ạ. Mỹ Nương. Dạ. Năm nay em 29 tuổi và hiện tại thì em đang làm biên tập viên nội dung của một công ty thương mại điện tử. Em quê ở đâu, mình đang làm việc ở đâu? Em ở Nam Định nhưng mà hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em xin kính chào toàn thể quý vị khán giả, anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường dễ thương cùng người bạn chơi bên kia. Em tên là Trần Quỳnh Nam, năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp trước của em là hướng dẫn viên, còn bây giờ hiện tại thì em đang làm bên nội thất, là trang trí nội thất nhà cửa. Em là làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở bên Thủ Đức, quận Thủ Đức. Thủ Đức, rồi quê em ở đâu? Dạ, quê gốc của em thì ở ngoài Hòa Bình, nhưng học xong cấp 3 thì em lại vô trong Gia Lai, em sống với bác em. Từ đó là em xuống Sài Gòn và về là em đi học và đi làm thế này luôn. Rồi, dạ. Mỹ, em ở thành phố là ở chỗ nào, làm việc ở chỗ nào? Em ở Thủ Đức và làm việc ở quận Tân Bình ạ. Cũng Thủ Đức luôn ha, vậy là cũng gần cái bên anh kia rồi ha. Phải đi làm tối về Thủ Đức là gặp được đó em. Rồi, cũng thuận lợi trong cái việc hẹn hò. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Mỹ? Em, điểm mạnh của em thì là người cũng hòa đồng, biết kiểu quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu thì hơi nóng tính một xíu. Với lại khi mà giận lên thì hay im lầm lì xíu. Và mọi người bảo là cái tính đấy thì làm cho mọi người hơi áp lực một xíu. Hơi căng thẳng đúng không? Dạ. Im lặng là vàng nhưng mà im lặng đôi lúc nó căng thẳng và mệt mỏi. Dạ đúng rồi. Vậy là lúc đó em phải cần một cái người nào nó khuấy động lên để làm cho mình bớt giận đi, bớt căng đi. Dạ đúng rồi. Ha. Rồi, còn bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm yếu, điểm mạnh em thì nhiều lắm. Cái điểm mạnh của em là em có thể chơi được rất là nhiều môn thể thao. Ví dụ như đá bóng, bơi lội hay là điền kinh em có thể chơi được. Còn điểm yếu của em thì cũng khá là nhiều. Đặc biệt là cái vấn đề nấu ăn là em không biết nấu. Không sao, trai mà nấu và... nói chung nấu được tại mình không quan tâm thôi. Dạ. Chứ nó cũng dễ mà còn gì nó yếu nữa không? Và hậu đậu nó hay quên đây. Hậu đậu không? Có tật xấu gì không? Với hai nữa em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Dạ. Hút nhiều không? Dạ, trước thì ngày một gói thời sinh viên á, nhưng bây giờ em tiết chế lại ngày nửa gói.
Trời ơi, thôi bỏ bớt đi em, vợ ngày thì từ 3 điếu rồi, từ từ 2 điếu, 1 điếu rồi quỷ diệt nó luôn đi em. Ý là tại dạ, chưa có động lực thôi, có thì sẽ bỏ. Dạ, dạ. Tại vì em hút em chết được rồi, em hút cái người hút thuốc bị động người ta chết theo, tội nghiệp người ta lắm. Trời đất ơi. Đây. Đúng không em? Đúng rồi chị. Đúng rồi. Em cũng không biết bạn nam nào mà hút thuốc. Hôm nay anh nghĩ rằng bạn nữ sẽ có thể gặp mặt nhau rồi hai bạn gọi là thỏa thuận với nhau dù bỏ thuốc đi ha. Dạ, em cũng sẽ hy vọng là mình sẽ sớm bỏ được để giữ cái đúng sức khỏe cho mình nữa. Nhìn cái tướng cũng đẹp trai thế này, lý do tại sao ế? À, trước giờ thì em cũng có hai mối tình chính thức rồi. Đấy, một cái thời sinh viên và một thời cấp 3. Rồi. Tức là yêu nhau còn đi học đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Yêu lâu không? Dạ yêu được hơn một năm, thì khi đó em từ ngoài Bắc em vô trong Sài Gòn em học á, thì từ đó là cũng xa nhau xa rồi. Xa mặt cách lòng. Dạ đúng rồi, rồi sau đó là chia tay. Còn cái mối tình thứ hai nữa là em vô trong cao đẳng thì quen bạn nữ đó cũng một thời gian hơn một năm, rồi ra trường thì mỗi người một hướng. Em này em theo cái ngành hướng dẫn viên là em cứ đi tour đó, nay đi tỉnh này mai đi tỉnh kia, thì cái thời gian của nó bên bạn nữ không có được nhiều. Rồi coi như xa mặt cách lòng đi. Dạ. Bây giờ chúng ta phải rút kinh nghiệm, cho dù gì đi nữa đi đâu nữa thì cái sự quan tâm, cái sự gần gũi kết nối với nhau nó phải có. Dạ, dạ. Ha, cố gắng để chúng ta có mối tình thứ ba này là mối tình cuối cùng luôn. Dạ, dạ. Được chưa? Dạ, mày trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em có một mối tình thời sinh viên, cách đây cũng lâu lâu rồi. Mình quen được bao lâu, lý do tại sao chia tay? Em quen nhau được khoảng 1.5 năm. Và chia tay vì nhà quê anh đấy ở ngoài Đà Nẵng, nên là học xong anh đấy về quê để làm việc luôn. Cũng lại là xa mặt cách lòng. Dạ. Rồi từ đó đến nay cũng thời gian rất lâu, mình cũng dễ thương, xinh xắn. Thì lý do tại sao mình vẫn chưa tìm được người cho mình? Em cũng không biết nữa, tại vì thời gian đầu thì công việc nó cũng hơi khó khăn đó, nên là mình tập trung vào công việc trước. Và kiểu như là không quan tâm nhiều gì đến chuyện mà quen bạn trai. Dạ. Rồi thì bây giờ ổn định rồi? Bây giờ thì ổn định rồi, thì có thể là nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhìn lại xung quanh không thấy ai hết. Giờ nghĩ chuyện lập gia đình này đúng không đúng em? Đúng không? Dạ. Em nghĩ cái người mà cùng lập gia đình với em là người như thế nào? Dạ em thích một người mà có hoạt ngôn một xíu á. Mà ngôn, kiểu là rồi, làm du lịch là khỏe rồi. Đúng rồi. Nhưng mà không phải là kiểu mà nói nhiều mà nói nhảm nhảm, mà nói ăn nói phải có duyên một xíu á. Có duyên nữa hả? Dạ. Làm du lịch là phải có duyên, bởi vì đi với khách phải nói chuyện cho người ta vui, đúng không? Dạ. Rồi có gì luôn nữa? Dạ, một người mà vui vẻ và kiểu như là không chấp nhặt mấy cái thứ tiểu tiết nhỏ lạc nhỏ. Lạc mặt á, đúng dạ, không? Đúng rồi ạ. Rồi. Với lại không thích nhậu, không thích bạn nam hút thuốc. Không bên sao. Bên này chỉ kẹt cái hút thuốc ngày nữa gói thôi. Ủa rồi bạn nam có nhậu không em? Dạ cũng lâu lâu em cũng vẫn đi nhậu với khách hàng và mấy cái anh đồng nghiệp chị Tường. Vậy là để giao lưu đồ được phải không? Dạ đúng rồi. Ông thật ra bạn thanh niên thì một hai ly bia cũng không sao. Nhưng dạ, mà cái thuốc thì nó ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh thì mình hạn chế bớt thì cũng được. Dạ em cũng sẽ cố gắng em bỏ. Du di dặn chút xíu ha, mình du di dạ, cái vụ kia nhưng mà mình bớt bớt cái vụ hút thuốc lại. Rồi cái mẫu người của em, lý tưởng của em là thế nào? Cao thấp rồi trắng đen thế nào không? Em thì cũng không, không... để em gái nó hết rồi đó. Về ngoại hình đó cơm. Em gái bên kia kìa. Để... Em thì thích một bạn nam cao khoảng 1m7. Ngon lành. Dạ. Ngoại hình thì sáng sủa và ăn mặc thì chỉnh chu một xíu. Dạ. Quá chỉnh chu. Có điều gì em không thích ở người bạn nam không? Ngoài những cái em không thích tính gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ không gia trưởng, nhưng em có quyết đoán và em khá là quyết liệt trong công việc. Chứ về tính gia trưởng là em không có gia trưởng. Còn gì nữa không nè? Vui vẻ quan tâm đến người khác. Và em thích mà những người mà kiểu như là tại vì tính em khi mà giận giận lên thì hay im im, nên là em thì em thích những người mà khi mà nếu mà có giận gì thì phải nói ra. Xong rồi em rất sợ những người mà giận giận để trong bụng, xong rồi khi nào mà lúc nào mà nhậu vào bắt đầu nói hết ra, lúc này rất sợ. Ủa sao lúc em giận em im mà em bắt người ta giận người ta phải nói? Bây giờ em phải nói người ta mới nói chứ không để người ta nói mình rồi em im. Dạ, tức là ý là người ta cũng phải kiểu như là phải biết thấu hiểu cái người kia một xíu á. Tại vì bây giờ cả hai đều phải chia sẻ. Dạ. Giận gì nhau là phải ngồi lại tâm sự chia sẻ với nhau để giải quyết. Em cũng không được im mà người đó cũng không được để bụng. Tại đúng vì không? Lúc mà em thì cái tính em là khi mà giận, lúc mà đang cơn giận thì em im, em sẽ không nói gì. Nhưng mà để vậy là để tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Rồi. Sau khi mà nó đã qua đi rồi thì phải em quên luôn. Em quên luôn mất là em đã giận gì luôn. Có nghĩa là em sợ những người giận thà dạ, một là nói, hai là quên chứ đừng dạ, có để bụng. Đúng rồi. Rồi lâu lâu mới gặp cơ hội rồi mượn rượu bia vô rồi trào ra đúng không? Ra, rồi hiểu rồi, hiểu rồi.
sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm anh nói em? À, em nghĩ là em đáp ứng được khoảng 70%. 70% quá rồi, tốt, cố gắng 30% nữa nha. Dạ. Rồi, mẫu người của em là sao em trai? À, dạ, em thì cũng tìm. Không có một cái mẫu hình lý tưởng. Em chỉ cần một bạn nữ hiền, là biết yêu thương mọi người xung quanh. Rồi. Và yêu động vật, đặc biệt là em rất thích nuôi chó. Em có thích nuôi chó không? Em không phải là không thích mà em hơi sợ chó. Sao vậy? Có bị chó cắn rồi hay sao sợ chó? Không, tại vì em sợ mấy con vật có lông á. Nên là em rất sợ mấy con chó, em không dám sợ động một chó. Người có lông có sợ không? Người có lông thì không. Người có lông thì không mà không, anh nuôi là anh sẽ nhốt lại em ơi. Dạ. Anh không có thả cho nó chạy đúng đúng. Thôi bỏ qua gì lông lông đi nha. Nhà em nuôi nhiều chó lắm hả em? Dạ em chào chị. Trời, đẹp trai cao ráo quá ha. À, con nuôi cô một... nàng bên này cũng xinh lắm đó. Dạ. À, em có nuôi một con chó Phú Quốc. À. Ngày xưa là nuôi cùng với bạn nhưng bây giờ là cái khoảng không gian em không còn thì em để cho bạn nuôi. À. Dạ thì em là em thích nuôi chó lắm nên là em thấy ai mà đánh đập là em cũng thấy cũng không ưng lắm. À không, đánh đập thì ai đâu mà đi, con gái đi đánh nóng quá, nó không có đánh đập động vật. Nhiều người lắm, họ vẫn ăn cả thịt chó. Ôi trời. Nhưng mà bây giờ giả tỷ giờ em đang nuôi con chó, bây giờ cô này về cô biểu em là em chó cưng của em nè, em ăn ngủ với nó luôn, nhưng mà em lấy vợ về cô này về là cổ bắt em phải bỏ con chó đó đi, thì em có bỏ không? Không, chắc là em không bỏ đâu, nhưng em sẽ xây một cái chuồng này, tức là mình che chắn lại để cho nó khỏi bay lông bay đi khắp nơi đó. Bây giờ dễ lắm, như vậy là mình giữ được mình cả hai. Mình cạo lông, mình cắt tóc cho nó, mình mặc đồ cho nó thì nó hạn chế lông bay. Bây giờ nuôi chó đẹp lắm đúng không? Có quần áo cho con chó nó mặc luôn. Ha. Phải đâu, chắc nói vậy thôi. Thời đó giờ ế á, không biết chơi với ai, chơi thì với chó. Thì mới chơi với chó. Có bạn gái rồi thì coi như là phải chơi với bạn gái thôi. Có bạn gái rồi thì bỏ chó. Dạ. Ha. Dạ. Không, bạn trai rất dễ thương, cao ráo, rất là nhìn rất có thiện cảm. Bây giờ chị hỏi em nè, điều gì mà em không thích ở người bạn gái? À, em bị sợ bạn ấy, cái thứ nhất là nói nhiều và hai là không có năng động. Ừ. Đó, em thích một người phụ nữ năng động. Đó, trong cái hoàn cảnh như em chẳng hạn, em là đi trang trí nội thất ấy, thực ra là em cũng kinh doanh buôn bán nên là cần một người nào đó năng động, nó cùng với cái chí hướng của mình á. Ừ. Thì để xây dựng cho một cái tương lai nó vững chắc, đồng vợ đồng chồng cho nó dễ đúng không? Dạ, tát biển đông cũng cả. Ừ. Nhưng mà dự kiến của em về cái dự định kết hôn của mình là khi nào? À, dạ trong năm nay chị. Trong năm nay? Dạ. Nhanh quá vậy, mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa em? À, em trên tinh thần là em chuẩn bị sẵn, nhưng còn nhà em chưa mua được, nhưng em vẫn có định hướng có là kế hoạch, đúng không? Là trong khoảng 2 đến 3 năm tới. Ừ, là vậy em, là được. Em sẽ mua một miếng đất nhỏ chẳng hạn. Ừ. Sau đó em dựng dần lên. Ừ. Thì em vẫn có định hướng em ở Sài Gòn. Gia đình mình là vẫn ở quê? Dạ, gia đình quyết định là lập nghiệp trong này luôn? Dạ vâng. Tốt. Vậy ha, nãy giờ anh Linh anh cũng có hỏi rồi, nhưng mà thật sự mình còn có giấu cái tật xấu nào nữa không? Có gì mình khai thiệt luôn đi. À, em thì hút thuốc là cái tật xấu em. Cái đó là phải bỏ bớt. Mà em hay đãng trí hay quên lắm. Đó. Với hai nữa thì đàn ông mà thường đẹp thì ai cũng thích, mà ra đường cứ nhìn thấy cô gái nào đẹp đẹp nghiêng 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 xong chạy xe cứ nhìn lại như thế hồi. Em ơi mém mấy lần tai nạn ghê vậy, nhìn vậy luôn á hả? Chưa có bạn gái thì được nha, chứ có bạn gái là cô nào cũng ghen hết trơn á. Dạ. Em nhìn vậy là mệt mỏi lắm á. Em nghĩ cái này chắc là đức tính của những người độc thân thì nào họ vậy, có mà con gái trời có... cái đó mà nó kêu đức tính. Nhìn nhưng... gái mà là một đức tính. Hồi nãy giờ em cứ nói em đãng trí hoài, cái mức độ đãng trí của em là cụ thể một việc là như thí dụ gì? À, thường như cái nào mà em yêu thích như cái công việc em hiện tại ấy, thì là em không có quên nhiều, nhưng những cái việc mà xảy ra hàng ngày ấy, thì nó là em hay quên lắm, đặt trước quên sau, ví dụ như cái chìa khóa xe máy hay là cái điện thoại đó là em kiếm không được. Em lâu lâu mà em hay để chế độ mà im lặng chẳng hạn là mất tiêu luôn. Là mất tiêu. Không sao đâu, mấy đó chuyện nhỏ, chuyện nào em quên vợ mới là chuyện lớn. Không, bây giờ tôi phải bàn lại với cô này cái vụ mà hay nhìn gái đó, em có ghen dữ lắm không? Đó là đức tính của đàn ông mà. Dạ. Em có ghen dữ lắm không? Em thì không ghen. Không ghen. Dạ. Giả tiểu bây giờ anh đang chở em đi chơi nè, mà em thấy tự nhiên ảnh sao cái đập cổ anh cứ quẹo qua cái hướng khác không à. Em nhìn qua bên kia một cô gái đẹp, ảnh đang dòm rồi em xử lý thì sao? Cho ngắm thoải mái luôn. Đụng xe đó, anh nói anh mém bị tai nạn mấy lần luôn. Đụng xe thì chịu, tức là phải bị một lần rồi thì ờ, em đang ngồi cả. Sau lưng mà em. Chào em gái. Ừ, dễ thương. Anh nói nghe nè, lấy độc thì độc đó. À, tất nhiên cái đẹp thì ai cũng phải nhìn thôi, thậm chí những người phụ nữ thấy người phụ nữ khác đẹp cũng nhìn thôi. Nhưng vấn đề nhìn như thế nào thôi. Nhìn mà tới té xe thì là không được rồi. Cái đó không có được. Nhưng mà nói gì thôi, nó còn trẻ mà chưa có người yêu. Anh nghĩ rằng nét đẹp của em đủ để anh ấy sẽ không nhìn những cái nét đẹp khác nữa.
Mình phải tự tin, phụ nữ phải tự tin điều đó. Hả? Nhưng mà nếu mà để anh nhìn, cứ nhìn rồi cuối cùng hỏi, ủa giờ anh nhìn đi, cô đó với em ai đẹp? Sợ liền à. Nhưng mà những chàng trai đẹp trai thế này em có lo không? Em chưa biết bạn bên ấy đẹp ở mức độ nào. Không, cũng đẹp trai đó. Em thì rất xinh gái. Anh thấy cặp đôi này là xứng đôi vừa lớn trai tài gái sắc đó nha. Theo em, để giữ một tình yêu, giữ người chồng của mình thì người phụ nữ phải làm gì? Em nghĩ đầu tiên là sự chân thành của mình. Tức là phải đối xử với nhau một cách chân thành. Mình phải chia sẻ thật sự. Thì cái đấy nó mới bền. Thứ hai nữa là đối với phụ nữ thì cái việc mà tiếp theo nữa là phải chăm sóc bản thân mình để mình tự bảo vệ cái hạnh phúc của bản thân mình. Quá đúng. Người phụ nữ phải chăm sóc bản thân của mình. Bởi vì nếu như có những người phụ nữ là họ nghĩ rằng, ôi tôi lấy chồng rồi, tôi về tôi thoải mái, tôi có con rồi, ô kệ nó xoài xoài cũng được, tôi lo con, co cái đủ thứ chứ cần gì đẹp nữa. Nhưng mà cái đó sai lầm. Bởi vì nếu mình không đẹp thì chồng mình sẽ nhìn một nét đẹp khác. Đàn ông nói chứ nói gì nói, cứ thấy đẹp là nhìn em. Nhưng quan trọng cái tâm của mình có hướng về vợ con không mới quan trọng. Đừng lo lắng điều đó, quan trọng là bản lĩnh của mình em nhé. Rồi chào cô gái xinh đẹp. Đàn trai thấy đàn gái số 1 rồi đó. Được rồi, bây giờ mình hỏi thêm mấy người thân đi. Hôm nay em Mỹ đi với ai? Em đi với người thân của em là có mẹ, có bác, có gì, có anh chị và có bạn đồng nghiệp luôn. Ồ, cả nhà luôn ha. Dạ, gái rất đông. Cả cơ quan luôn. Cho gặp mẹ của bạn gái đi ạ. Micro đi em. Dạ, có cái micro đó cô. Rồi, chào cô. Mẹ. Mẹ trẻ quá. Chương trình tôi là mẹ của cháu Mỹ. Dạ. Ở ngoài cháu nó học từ năm đại học, nó vào trong đây nó ở mê nhận mê bá mê này, các anh các chị. Còn tôi thì ở ngoài quê ạ. Dạ. Thì hôm Tết rồi thì vào trong này ăn Tết với các cháu ở trong này ạ. Dạ. Rồi cô nhận xét về chàng trai bên kia như thế nào cô? Cô nói đi cô, cô có nói vài câu đi cô. Cô thấy sao cô nói vậy? Cô để tương lai đó, biết đâu được. Bạn trai hôm này thì cũng thấy có nhiều cái điểm đẹp trai, nhưng mà cũng có được cái nhiều điểm mà tương đồng với gia đình ạ. Dạ. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai mình không? Dạ, cái này thì để rồi là hai cháu nó gặp nhau để nói chuyện với nhau, thì hai cháu nó sẽ tự quyết với nhau, rồi là gia đình sẽ hỗ trợ cháu sau này ạ. Em có nói gì với bác gái đi. Dạ, con chào cô. Hôm nay con đến chương trình này cũng mong muốn tìm được một nửa của cuộc đời mình. Thì cái duyên của con và Mỹ đến đây thì cũng mong cô cho tụi con một cơ hội để tụi con có thể tiến đến một cái tương lai nó dài lâu hơn. Dạ, con cũng hứa là nếu mà em có đồng ý và sau này tiến tới lâu dài thì con sẽ chăm sóc và yêu thương em đến hết cuộc đời. Vai có tiếng nhiều hơn. Em gái có muốn nghe ý kiến của ai nữa không? Rồi mời chị. Dạ, em là chị họ của Mỹ. Em là người đăng ký cái bạn đăng ký này cho Mỹ mà Mỹ không hề biết. Trời ơi. Dạ. Một năm trước đây là em đã lén Mỹ em đăng ký, tại vì thấy nó cứ một mình nó đi đi về về thấy thương. Dạ. Mỹ ơi, bạn bên này rất là sáng sủa và nghe tâm sự rất là chân thật, nên là có gì thì cho người ta một cơ hội để có thể tìm hiểu hai bên. Chị là có công lắm á nha. Năm nào cô cũng đi cắt duyên cho Mỹ hết hả? Cặp này thành đôi là nhờ ơn của chị trước đó nha. Cô dạ có, dạ có nha. Đi cắt duyên cho Mỹ là sao cô? như ở ngoài Bắc ấy là nâu nâu mà con gái mà chưa thấy có duyên đến thì bố mẹ cũng phải lo là đi lễ cắt duyên ạ. Cắt duyên là tới lễ là người ta xin cái gì cô? Dạ, chứ là như đến cửa các điện ấy để là xin như kiểu là mình để xin duyên cho các cháu để nó có duyên, có đôi, có nữ ạ. Cô xin mấy lần rồi? Mới một lần ạ. Một lần ạ. Mới một lần có luôn rồi đó hả? Rồi, kỳ này là coi như duyên đã đến cô nha. Dạ. Rồi, ủng hộ cảm các ơn. Cháu. Cảm ơn cô. Rồi, bên nhà trai xong phải đến với bạn mối hẹn hò mới có duyên. Bên nhà trai đi với ai em? Dạ, hôm nay em đi với bác ruột của em, với bạn thân, với hai chị. Cho rồi, gặp bác cái gì? Dạ, cho gặp bác trước ạ.
Dạ, kính chào tất cả quý vị trong khán trường hôm nay. Dạ. Chào hai anh chị Quyền Linh và Cát Tường, rất là dễ thương và duyên dáng. Dạ, cảm ơn. Hôm nay thì tôi là bá của Quỳnh Nam. Đến với chương trình hôm nay thì phải nói là tôi rất là vui. Thứ nhất là hôm nay các cháu cũng đã có được những cái bén duyên ban đầu rồi đấy. Nhận xét về cháu nữ ở bên này thì phải nói là rất là dễ thương. Và những cái nét mà cháu đưa ra thì thấy rằng là các cháu có thể là sau này cũng có thể hai cháu mà tiến tới được với nhau thì có thể hỗ trợ để mà tăng những cái mặt mạnh của nhau và giảm bớt những cái hạn chế của nhau. Đặc biệt chỗ Nam thì cháu gái cũng đã được nghe, nhưng mà Nam ở với tôi cũng rất là ít năm, là vì cháu vào đây học. Ba mẹ cháu thì ở ngoài Bắc. Thế thì ở đây học thì tôi cũng thấy rằng là cháu Nam là một cháu, một thanh niên đó là rất là trung thực và cầu tiến. Rất là cầu tiến. Một cái nét mà thường xuyên là các cháu là quan tâm đến mọi người, rất là quan tâm đến bà con, dòng họ. Thế còn cái yếu của cháu thì cũng đã nói rồi, nhưng mà cái yếu nữa đấy là ham với công việc quá, có khi mà quên cả ăn. Rất là ham với công việc. Thì chỉ mong làm sao mà qua cái chương trình này thì hai cháu bén duyên và có được những cái cuộc hẹn hò và các cháu tiến được tới xa hơn thì gia đình rất là mừng. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn bác nhiều. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt ha. Rồi, không gian đó là của các bạn đó. Chuẩn bị đi. Chào em. Hôm nay đến chương trình anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Anh muốn giải thích sơ qua về cái bó hoa này. Thì bó hoa này là anh cố tình anh lựa là 9 bông. Nó 9 bông theo cái người Á Đông mình ấy, thì nó thể hiện cho cái gọi là vĩnh cửu. Anh mong muốn là cái mối quan hệ chúng ta nó sẽ bền chặt và dài lâu về sau này. Em cảm ơn anh. Các bạn cảm nhận về nhau đi. Anh có câu hỏi gì không ạ? Em thấy anh như thế nào? Có đúng cái tiêu chuẩn hay cái tiêu chí như ban đầu mà em suy nghĩ không? Thì lúc nào cũng thấy là cũng giống giống. Tại vì em chưa tiếp xúc nhiều nên em cũng kiểu là chưa đánh giá được nhiều lắm. Thì ban đầu thì cũng tính cách cũng khá là vui vẻ, cởi mở. Còn sau này thì chưa biết. Anh thì cũng cũng ham công việc nên là thật ra anh đúng là như bác anh đã chia sẻ đó, thì một phần là cũng ham công việc quá rồi cứ đi tới đi sớm về khuya đó, thế nên là cũng không có thời gian để mà quen hẹn hò. Thì hôm nay anh tới chương trình thì cũng mong có một cái buổi gặp gỡ và nhờ anh chị Cát Tường và chị anh Quyền Linh và chị Cát Tường thì trao cho cái cơ hội và nhờ chương trình nữa, thì anh hy vọng là chúng ta sẽ có một cái mối quan hệ từ nay về sau nó tốt hơn. Nếu mà quen nhau thì bao nhiêu lâu thì anh có thể bỏ thuốc được ạ? Nếu mà có động lực ấy thì anh sẽ giảm từ từ, chắc trong khoảng 1 đến 2 tháng là anh sẽ bỏ dứt. Giảm từ từ là sao? Tại vì cái tật xấu này của anh là nó theo anh từ thời cấp 3 đến nay là cũng mười mấy năm rồi. Đó. Nhưng mà là gần đây thì dấu hiệu tuổi tác hay là gì thì đó, thì anh thấy là hút vào cảm giác nó mệt hơn. Hai công việc mình luân chuyển khá là nhiều, chạy đi chạy lại khá là nhiều, nên là cái sức khỏe nó cũng không còn như cái thời 20-18 nữa. Nên anh chắc anh sẽ bỏ thôi. Khi mà nhậu xong thì anh thường làm gì, đi ngủ hay là làm gì? Nhậu xong thì anh một là anh ngủ, hai là anh thích nghe nhạc Trịnh hoặc là nhạc Quang Lê á. Ngồi nghe, uống cà phê ngồi nghe.
Nhậu xong anh còn nói nhiều không ạ? Không, chắc chắn anh không nói. Tại vì là anh biết là anh cũng có cái một cái hay này. Anh khi anh say rồi là biết mình say. Dạ. Mà mình say là mình nói những cái điều không hay, làm cho người ta không thích hoặc là không phật lòng người đó. Nên là anh tiết chế, anh không nói. Vậy thì cái mà quan điểm về cái, tức là khi mà yêu nhau thì cái quan điểm về tình yêu này nọ của anh nó như thế nào ấy? Anh quan niệm là chung thủy, chân thành và cảm thông cho nhau. Đó, cái đó là những cái yếu tố mà anh nghĩ là nó quan trọng nhất. Đó, còn cho dù hai người mà có yêu nhau mà có ở xa hàng ngàn km thì họ tin tưởng nhau đó, thì họ vẫn đến được với nhau. Còn có khi ở trong Sài Gòn nhưng mà cái mất cái niềm tin nó rồi, không có thì nó cũng rất là khó. Đó. Rồi bây giờ hai bạn hẹn hò nhau rồi, thời gian để dành cho hẹn hò sao? Em có sắp xếp được không? Hai người thử bàn với nhau coi. Em thì thường rảnh vào các ngày nào trong tuần? Em thì công việc của em là văn phòng hành chính, thì thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ. Có tối thứ tư và thứ năm thì em có bận, thì còn những ngày còn lại thì sẽ là rảnh. Nếu mà không có hẹn với lại hội bản thân thì sẽ là rảnh. Còn anh thì anh công việc anh luân chuyển nên là anh rảnh, có khi rảnh cả tuần. Tại thực ra là anh đi công việc của anh là anh giao toàn bộ cho anh giao toàn bộ cho người ta làm, cho thợ làm. Nên là anh chỉ có tới và anh bàn giao xong là lại đi ngồi gặp khách thôi chẳng hạn. Thì là tối rất là rảnh. Kinh doanh riêng. Đúng rồi, anh đang tự kinh doanh riêng nhưng anh chưa có thành lập công ty. Nhưng đó là cái dự định của anh sẽ làm. Định hướng tương lai thế nào? Con cái gia đình thế nào? Thử xem mọi người cứ nêu quan điểm ra đi. Em muốn sinh mấy người con? Em thì chỉ có muốn hai người con. Con đầu lòng thì em thích là con gái. Anh cũng thích con gái. Còn anh thì khả năng mình nuôi được bao nhiêu thì mình cứ sinh bấy nhiêu. Con đầu lòng con gái, con thứ hai con gái luôn hả? Giống dạ, con gái cũng được. quan điểm trọng nam khinh nữ bây giờ nó không còn như ngày xưa nữa. Thì con nào cũng là con, miễn là mình chăm lo cho chúng tốt thì chúng ăn học thành đài, sau này chúng cũng quay lại chúng phụng dưỡng cha mẹ. Rồi bây giờ sắp hết thời gian rồi, hai bạn nhìn nhau nhá và suy nghĩ 30 giây, hãy nói cảm nhận về nhau. Ở lần đầu tiên gặp mặt này mình cảm nhận về đối phương như thế nào? Hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì? Nói chân thành mộc mạc, không cần phải màu mè. Mà giờ thấy hai người là có gương mặt phu thê rất là giống nhau đó. Ở dưới quý vị có thấy vậy không? Đó, nhìn đi, nhìn nhau thật kỹ rồi nói, trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Em nói chứ. Em thì ấn tượng với anh này khá là tốt, vui vẻ. Và cái kiểu giống, gần giống với cái mẫu người mà em muốn tìm kiếm là vui vẻ, nói chuyện thoải mái. Và cảm giác mà khi mà em nói chuyện với anh thì em không thấy có gì là ngại hay là gì hết, thì em khá là thoải mái. Cảm ơn em. Anh thì anh thấy em rất là dễ thương, tươi, xinh xắn. Thì anh cũng có một cái chút gì đó gọi là bắt đầu thích. Bắt đầu thích rồi. Được rồi, đó chỉ là sự bắt đầu thôi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nút bấm đâu anh? Một ít phút để chúng ta cảm nhận về nhau nhé. Nó có sự là sự bắt đầu hay là kết thúc, tùy thuộc ở hai bạn. Quyết định bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Có rất nhiều người đang theo dõi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Như vậy là hai trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập rồi đó. Hãy nắm tay này chặt nhau nào. Thấy không? Thấy hợp không các bạn? Xứng đôi ha. Đi. Cặp hợp này giống nhau thiệt đó chứ. Đẹp. Rồi bây giờ mình làm nhiệm vụ gì đầu tiên của anh rồi ta? Hôn nhau, đúng rồi. Nhiệm vụ đó là không thể từ chối được đâu nào các bạn. Vui quá, hân hoan quá chứ đâu gì từ chối. Đúng rồi. Con xin phép cô. Có vui cũng không có nhiệm vụ.
Vậy chúng tôi muốn có nụ hôn đó để làm bằng chứng, để không thể chối cãi được, đã bấm nút phải hôn nhau, không thể xa rời nhau, không thể buông tay nhau ra luôn nhé. Có em là sửa máy thì em khỏe như cái tay với cái chân. À dạ. Em mặt đỏ chứ. Bây giờ thoải mái chưa? Có anh đứng kế bên nè. Bây giờ anh cảm giác rằng trái tim anh bắt đầu đập mạnh rồi đó, nói thử coi. Không, em đập bình thường chưa có mạnh. Rồi bây giờ chốt lại một câu cuối cùng nè. Bắt đầu. Bắt đầu. Thì em nói là thì bạn nữ thì là dễ thương, những cái điều kiện của hai người thì hợp với nhau, quan trọng là cả hai bên cảm nhận về nhau giây phút ban đầu thôi, rồi sau đó thì mình quyết định là có hẹn hò hay không thôi. Là sao quỳ chấp vậy? Qua trao đổi rồi anh cảm giác là có thể hình như anh với em đã là một gì đó, em sẵn sàng thao thức vì em, ví dụ vậy đó. Rồi bắt đầu. Thôi cái này không đúng là anh ơi, thao thức từ sáng giờ lấy ra ai đi làm. Em nói trước đi. Dạ, từ khi em đăng ký chương trình á là em lên đây với một cái thái độ rất là nghiêm túc, tại vì ở trên này mình không thể hiểu nhau. Bạn nữ. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, em kính chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào anh bên ấy ạ. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang, năm nay em 27 tuổi, hiện em là giáo viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn ạ. Quê quán của em thì ở Lâm Đồng. Lâm Đồng xuống đây dạy ngoại ngữ. Bạn trai, xin mời bạn giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Thanh Huy, kỹ sư điện tử công ty cổ phần thể thao Thu. Dạ, hiện tại em đang làm ở quận Nhất, sinh sống ở tại Sài Gòn, quê quán em ở Tiền Giang. Gì rung quá vậy bạn? Mong anh Linh giúp đỡ em với anh Đồng Hương. Ủa vậy hả? Dạ. Anh ở Long Hưng, em ở Vinh Kiều. Trời ơi, sát bên. Bình tĩnh lên em. Dạ. Thôi giờ mình vô luôn vấn đề đi. Thế nào mới hợp, giờ nói luôn để coi bên đây có hợp không. Thứ nhất là phải trung tình. Dạ, rồi em thì thích mẫu người của gia đình, biết quan tâm, chia sẻ, cùng thương yêu vợ con, có công ăn việc làm ổn định. Không thì anh kìa, công ăn việc làm của anh thì giờ ổn định rồi đó. Dạ. Còn ủa, có chăm sóc bạn gái không anh? Dạ có chị. Chăm sóc sao đâu, nói chăm sóc nghe. Nào thử ra chăm sóc coi. Cuối tuần thì thứ ăn thứ bảy chủ nhật thì rất thích làm, sau một tuần mình làm việc mệt chứ đó thì mình dành thời gian mình hay là đi chơi, đi xem phim hoặc là đi ăn, đi uống nước thì chẳng hạn. Rồi nhưng mà khi mình hẹn chẳng hạn như mình thích thì mình sẽ chở bạn nữ đưa đi và đón về vậy đó. Đón về. Dạ. Rồi có mua quà gì không? Dạ em cũng có thường tặng. Nhưng mà được. Cái dịp như thế nào đó hoặc những cái trường hợp thế nào đó thì mình sẽ tặng quà. Có lãng mạn với bạn gái không? Tính em thì em cũng thích lãng mạn. Thí dụ một lần lãng mạn nhất của bạn là gì? Tả sao ra lãng nhắc đi. Ví dụ nếu như ngày sinh nhật của bạn gái thì em thích như em sẽ là mang hoa, mang quà tặng tới công ty. Sau đó thì hết giờ làm thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi, rồi mình sẽ đi ăn uống chẳng hạn, rồi hai người sẽ giống như là tìm không gian riêng chẳng hạn như ngồi quán cà phê đi, ngồi nói chuyện. Chưa lãng mạn. Cái đó mới tầm tạm thôi, ai cũng làm là được hết chứ. Hẹn bạn tới trước cửa nhà, mình cho người phun mưa ướt áo ướt quần hết trơn, xong rồi tặng qua quỳ gối dưới mưa tặng ha, xong mà nói ủa sao tự nhiên mưa, nói anh làm mưa đó em. Bạn nữ không yêu cầu gì nữa không? Em thích một anh cao to hơn em, tại vì tướng em cũng đô rồi, có đôi mắt 2.5 mí luôn. Dạ rồi. Vậy tốt. Đô là đô sao? Ở cao nhiêu? Dạ cao cỡ 1.7 đó chị. Có luôn. Bây giờ ví dụ như là anh đó có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có mắt he. Đúng rồi. Dạ, nếu có bụng bự á thì mình đi tập gym. Đúng luôn. Dạ, còn nếu anh hô á thì anh đã có nha sĩ. Đúng luôn. Sao dạ. Dễ chịu vậy? Tại vì em quan tâm nhất đó chính là tính cách thôi chị. Hay. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Em dễ thương vậy. Giáo viên dạy tiếng Anh. Ủa dạy cấp độ nào em? Người lớn con nít. Dạ em dạy cấp 1, 2, 3 chị. Rồi. Dạ lý do ế thì có hai yếu tố. Thứ nhất là môi trường. Ở môi trường của em thì toàn là giáo viên nữ thôi. Còn yếu tố thứ hai thì em nghĩ là mặt thời gian. Tại vì thời gian của em á là khác với mọi người. Mọi người thì đi làm thì em đi chơi, mọi người đi chơi thì em đi làm. Sao là em dạy buổi tối hả? Dạ nguyên từ thứ hai đến thứ bảy là em dạy buổi tối hết chị. Rồi nguyên ngày thứ bảy chủ nhật cũng làm. Cả đêm từ suốt thứ bảy chủ nhật là dạy luôn cả ngày lẫn đêm. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để biết đường anh sắp xếp anh đi học cái gì hết á. Tiếng Anh giỏi không? Dạ em tiếng Anh anh dở. Rủ anh Linh đi học chung, anh cũng cần người bạn học chung tiếng Anh với ảnh cho vui. Anh no speak English. Ủa mà sao ngồi tướng gì khép nép vậy? Anh Linh, nãy giờ kiểm tra giới tính chưa vậy? Anh với ảnh ngồi giống như nhau nè. Đàn ông mình ngồi mình phải thoải mái ra. Dạ. Gì mà khép khép vô vậy? Ta rung quá ta ngồi vậy đó. Có chung thủy không bạn? Mình có thương thì mình mới chung thủy, không có thương là mình sẽ không chung thủy. Cũng lành ha. Ủa nhưng mà sao ngồi sao cứ túm túm hai cái tay lại hoài vậy? Mình có tật xấu gì không? Gặp trúng người trúng đối tượng thì em sẽ có thể nói nhiều, còn không thì là bình thường em ít nói. Hiện giờ là đang bình thường hay là đang nói chung nhiều? Là đang cũng bình thường. Bình thường mà là vậy đó hả? Em nói chuyện với chị nãy giờ chị hỏi một câu em trả lời có một câu, em đâu có nói nhiều đâu. Trời ơi là trời.
Mà định chừng nào kết hôn? Chung nếu mà quen mà hai bên mà thấy hợp tính với nhau thì trong vòng khoảng 1 đến 2 năm là ok. Thí dụ như tao hỏi là định chừng nào kết hôn, mình ít nói mình chỉ trả lời dạ 1 năm và 2 năm. Còn làm nguyên tràng luôn vậy đó. Nhưng mà em sao nó 1 năm rưỡi bạn đó. Em lố qua năm thứ 2 các bạn nói em không bị uy tín. À, công nhận ít nói ghê. Cái ít nói dễ sợ luôn em. Mai phải làm khó lắm, thấy không? Để anh qua làm khó là đàn gái nè. Không, nhưng mà anh định dễ xíu. Dễ xíu ha. Dạ. Nhưng mà trước khi qua anh hỏi em là em muốn người phụ nữ em yêu phải như thế nào? Em thích là giống như là cũng bé bé xinh xinh dễ thương xíu. Bé là tiếp người phụ nữ của gia đình, nhưng hòa với công việc, với gia đình là ok. Thì nói chung là bạn nữ chung thủy thì hai bên chung thủy thì sẽ thương nhau. Bạn thủy nếu chung nữ cũng được ha. Rồi, để anh qua anh coi sao nha. Dạ, em chào anh. Trời em, dễ thương. Anh bên đây rất là mộc mạc, chất phác. Đẹp trai. Bé này cũng xinh xinh. Khi mà lấy nhau về rồi, tiền bạc, kinh tế như thế nào, ai làm gì không? Dạ, em thích người mẫu người không có gia trưởng anh. Tại vì cái thời đại bây giờ hiện nay á thì nó cũng phát triển rồi, cho nên là người đàn ông em nghĩ cũng nên chia sẻ việc nhà với lại người phụ nữ. Có không thích tật xấu gì người đàn ông? Nói nhiều quá đi. Dạ nói nhiều nhưng mà cũng tùy người thôi. Ví dụ nói chuyện với em thì phải nói nhiều, nhưng mà nói chuyện với cô khác thì phải nói ít. Dạ. Được, quan điểm rõ ràng. Dạ. Bữa nay mình đi có người nhà mình đi theo không? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp của em. Rồi, đâu cho gặp bạn đồng nghiệp của em coi. Ồ, chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, bạn thấy bạn nữ này như thế nào? Bạn nữ này rất là xinh, nghĩ là hai người chắc thế không, nhà hợp nhau ạ. Bên kia thấy ẻo lả quá rồi, nhắm ẩm cô này nổi không? Dân làm điện tử nhưng mà làm bên thể thao á, nó chắc cũng đủ sức khỏe rồi chị. Chút xíu nữa kêu thử ha. Rồi, thằng gái mình có đi với ai không em? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Rồi. Em với Trang thì đã là bạn thân với nhau từ hồi mầm non rồi, cho nên là tính cách mầm non luôn á. Đúng rồi. Cho nên là tính cách của Trang thì em biết rất là rõ. Trang là một người rất là chín chắn, là chu đáo và luôn luôn là biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn anh thì thực sự để mà đánh giá một con người thì rất là khó. Em cảm nhận thấy là anh rất là hiền. Nhìn anh rất là có một cái gì đó cũng là yên tâm và có thể là che chở được cho người bạn gái. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt nha. Kéo màn. Rồi. Nào. Banh banh hai cái tay ra. Rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thấy giật mình hay nổi da gà hay sao? Dạ bình thường nè. Dạ. Thấy tự nhiên đi tới xong tặng cái. Dạ anh nãy giờ mình nói chuyện qua trước khi mình kéo màn á, với lại bây giờ gặp mặt thì anh cảm nhận em như thế nào ạ? Cái tiêu chuẩn của mình đưa ra thì nói chung là mình đáp ứng được. Anh em làm gì vịn ghế chặt đâu, chạy xe luôn. Vịn ghế cũng nhắc à, nằm tĩnh lên mình mẹ làm gì. Thì bạn cứ thắc mắc gì bạn cứ hỏi anh em. Hỏi đi em. Hỏi cảm nhận em thấy em sao lần đầu kia. Tiên như thế nào? Hỏi đi. Ừ bạn nhìn không có bạn hẳn nào ở đây hết trơn á. Dạ anh em không? Tại vì cái từ này nói cho em chưa có nói được với ai á. Bây giờ nói 2, 3. Rồi ông này phải coi là giới tính ổng quá à. Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Em thấy anh là một người nói chung là rất là hiền, cũng dễ thương. Dạ. Em nghĩ thì hiền là có phải là hợp với em rồi đó. Nãy tôi có nói với bạn ở dưới là mình thấy anh ngồi không? Em có nghi ngờ gì về sức khỏe của anh không? Giới tính của anh không? Dạ, chắc có lẽ anh run thôi chị. Run thôi. Anh đứng lên. Nhìn dưới quê ta lên mà. Khỏe không? Bây giờ. Bình thường vậy, em ra thể thao mà. Là đứng lên cho cổ coi. Ẩm thử ha. Còn không là hít đất á. Dạ thôi hít đất đi chị. Để kiểm tra sức khỏe của anh. Hít đất đi em. Thiệt hả chị? Trời, chị có hồi nào nói giỡn không trời? Hết đi. Anh không cứu em gì trơn. Không, mình phải cố gắng mình tập thể dục thôi. Anh đồng hương mà anh phải cứu em cái chiêu này chứ. Này cứu không có được, cái này phải làm thôi. Cái này có gì đâu cứu, này anh làm cũng được mà. Cái gì đâu chổng có đích lên trời. Thôi được rồi. Trời ơi, thôi không được rồi, thôi. Hết đất gì như ngọn núi trời. Không có, em là sửa máy thì em khỏe như cái tay với cái chân. À dạ. Em đó, trời, mặt đỏ chứ. Bây giờ thoải mái chưa? Có anh đứng kế bên nè. Bây giờ anh cảm giác rằng trái tim anh bắt đầu đập mạnh rồi đó. Nói thử coi. Không, em đập bình thường chưa có mạnh. Rồi bây giờ chốt lại một câu cuối cùng nè.
bắt đầu. Bắt đầu. Thì em nói là bạn nữ thì là dễ thương, những cái điều kiện của hai người thì hợp với nhau, quan trọng là cả hai bên cảm nhận về nhau giây phút ban đầu thôi, rồi sau đó thì mình quyết định là có hẹn hò hay không thôi. Là sao quỳ chất vậy? Qua trao đổi vừa rồi anh cảm giác là có thể hình như anh với em đã là một gì đó, anh sẵn sàng thao thức vì em ví dụ như vậy đó. Rồi bắt đầu. Đó, cái này không đúng đâu anh ơi, thao thức thì sáng thì lấy ra ai đi làm. em nói trước đi. Dạ, từ khi em đăng ký chương trình á là em lên đây với một cái thái độ rất là nghiêm túc, tại vì ở trên này mình không thể hiểu nhau hết được, thì em hy vọng là ra ngoài thì mình cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Cái gì dạ? Nếu mình đến đây cũng là một cái duyên, thì nếu có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau ngoài nhiều hơn. Ở ngoài thì em hy vọng là anh cái cách nói chuyện giống anh Quyền Linh vậy đó, là không biết bên ngoài anh có nói chuyện được vậy không ạ? Nói chung là người miền Tây nói chuyện rất là chất phác, bình dân. Anh với anh Quyền Linh gì đó thì bản chất là cũng cùng quê, ở có bên nhau, nói cách nói chuyện nữa cũng tự giống nhau thì thôi. Quyền Linh vậy đó anh Quyền Linh. Em còn nhỏ dại thông cảm, nhát thôi. Mà em tin đi, những người này tốt lắm. Đây thì bây giờ anh xuống gì đâu làm, nếu ta làm là không đúng. Dạ. Có lập trường. Đúng rồi, chết chết hết. Dạ. Hết đất thì tướng hơi xấu. Cho hiểu nhau ha. Mình đồng lại điều gì các bạn? Những điều đó có giúp chúng ta bấm nút hay không? Cảm thấy không đồng điệu thì không cần bấm nút. Để cho người khác bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao không bấm cưng? Dạ tại vì em cảm thấy là cái tim nó chưa có đập nhiều. Em thì cảm giác tình yêu khác. Em cảm nhận như thế nào? Dạ em nghĩ là khi mình lên đây á là mình đã tự tạo cho mình một cơ hội. Đúng. Em lên chương trình nhiều người sẽ nhìn thấy em. Đúng rồi. Họ có thể thấy được em là hợp gu với họ chẳng hạn. Và họ lại nhấn like cho em. Đúng rồi. Nhiều người sẽ bấm nút cho em. Rất là dễ thương. Đây, quà tặng dành cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Không biết được. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Sao biết được? Ví dụ hai người quen nhau bữa rồi anh đi ăn uống gì anh quên bỏ bóp nhà không lẽ anh không mượn. Dạ. Chứ đâu không cần mượn. Để bỏ bên bóp nhà thì bên đây ta trả tiền vẫn được, không có gì mượn hết. Mượn là mượn để làm cái việc riêng mới mượn, còn tiền chung thì đi ăn đi uống thì quên cái bóp. Hai người quen nhau gần đi đến kết hôn rồi. Ví dụ anh kẹt vốn làm ăn gì đó, anh mượn không được hả? Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Viết Biên. Em Phan gì? Phan Viết Biên. Phan hết Biên. Viết là Biên, thí dụ như là Biên Thùy anh. À Biên hả? À. Bao nhiêu tuổi Biên? Em hiện tại là quê gốc em là Sầm Sơn Thanh Hóa, nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Tao hỏi nhiêu tuổi em trả lời gì? Em năm nay 31 tuổi ạ. Rồi. Anh làm nghề gì? Em lái máy cẩu nâng. Rồi, Phan Viết Biên 31 tuổi, lái máy tổ nâng. Cẩu anh. Cẩu nâng. Rồi anh này là trong hồ sơ để là bộ đội xuất ngũ đúng không anh? Dạ, trước đây em có đi bộ đội, đi hải quân. Và hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không, em làm ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh, người mà em hâm mộ nhất. Chào em. Dạ, xin tự giới thiệu với mọi người. Em tên là Đoàn Ngọc Hồng Nhung, 29 cái tuần xanh. Em là quê ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại em đang kinh doanh về thời trang. Rồi, bạn trai kia mỗi tuần ở Đồng Nai chạy lên chơi hả bạn? Dạ chị. Bạn có bạn gái có ngại bạn trai ở xa vậy không? Ở đâu cũng được, miễn sao mà anh với em có thể hòa hợp với nhau, hai tâm hồn đến nhau được. Hay quá. Sao đâu, cứ mỗi bữa bảy nhật ảnh lái cẩu nâng lên chở đi chơi có gì đâu. Không được anh. Rồi. Máy của em là cấm lấy chở người. Mình làm. Rồi bây giờ hỏi bạn nữ nè, tại vì bạn nữ ở đây rất là dễ thương, rất là xinh xắn, mà tại sao bây giờ là 29 xuân xanh mà chưa có bạn trai? Dạ, có lẽ là ba mẹ đặt tên cái duyên cũng là cái nghiệp tên Hoa Hồng. Hồng thì đẹp nhưng mà có nhiều gai quá nên không ai anh nào chịu mất hết. Và em bị mất niềm tin về đàn ông. Sao mất niềm tin? Người đó gạt bạn hả hay làm gì bạn? Dạ. Gạt luôn hả? Dạ. Ủa gạt cái gì em? Dạ em bị người bạn trai cũ là lừa tình và lừa tiền luôn. Những người đàn ông cũng có người tốt người xấu, nhưng người tốt nhiều hơn người xấu em. Phụ rồi bây giờ mình tham khảo anh mà. Anh đây coi sao nha, anh đây được lắm á. Anh sao anh? Anh được không? Cứ tìm mọi người nhận xét thôi, còn bản thân em thấy em cũng được. Được. Anh muốn tìm một người yêu như thế nào? Tiêu chí của em thì người phụ nữ thì cũng bình thường thôi, vui vẻ, hòa đồng như chị Cát Tường á. Tính tình em thích, tính tình giống chị ấy.
Nhưng mà dáng của chị ấy thì thấy không ok lắm. Bây giờ muốn kiếm cái chuẩn người phụ nữ sao, đưa cái chuẩn ra đi nói luôn đi. Tiêu chuẩn của em thì cao tầm 1m55 tới 60 là được rồi. Rồi, được, gì nữa? Nặng thì cũng tầm 45kg thôi. 45, 65 65 thì bé không nổi đâu chị ơi. Bộ đội phải khỏe chứ, bộ đội mà 65kg là bé không nổi. Bình thường thì nổi nhưng mà người ta xỉu là bé không nổi. Có yêu cầu vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì không? Không, cái đó là trời cho làm sao thì... Trời nào mà cho, đây ta cho chứ trời nào cho. Không, nếu là cái duyên mà hai người mà đến được với nhau có nhiêu thì mình hưởng nhiêu thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi chị ơi. Hết rồi ha. Nghe anh nói vậy em thấy em đạt được nhiều phần trăm cái chuẩn của anh đưa ra? Chắc em đạt được 100% được không chị? 100% luôn hả? Trời ơi, xuất sắc. Mình giới thiệu về mình một xíu đi, cái em có tật xấu gì không? À, dạ, em rất là thích nấu ăn. Nhưng mà em không thích rửa chén được không anh? Được không anh? Ai cũng không thích rửa chén hết á, em cũng vậy. Vậy là hai vợ chồng này ăn xong đập chén. Rồi còn gì nữa không em? Em thì em làm bên thời trang nhưng mà em không thích về trang điểm cho lắm. Con người mình giản dị, có sao để vậy. Cái này đàn ông thích. Ừ. Rồi. Lâu lâu thì em cũng có lúc nắng lúc mưa chút anh ơi, em có giận dỗi. Anh có nhường nhịn em chút không anh? Nhường thì nhìn chút chút thôi chứ nhường ngày nào cũng nhường là cũng hơi mệt. Em dễ lắm, em cứ giận xong rồi ai cho em ăn cái gì xong lát hồi em quên hết trơn. Thôi vậy cũng được, cũng dễ ha. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là em rất là thích nấu ăn. Em nhớ nhất là câu của anh Quyền Linh mà em nói em đi đâu cũng nằm đồng hết á. Hãy thêm một chút vui vẻ, một chút hài hước và một chút lãng mạn vào mỗi bữa cơm gia đình. Đúng rồi. À. Được, cái này được. Rồi thôi bây giờ mình nói cái chuẩn bạn trai để chị qua chị coi. Bên kia đưa ra chuẩn rồi, nhà gái mình cũng phải đưa ra chuẩn chứ, đúng không? Đưa đi, bên đây chuẩn rồi đó. Dạ, chuẩn bạn trai của em là cao hơn em. Tại vì em cao 1m67 rồi anh. À, cao hơn em. Nhưng mà đừng có xăm hình nha anh. Có xăm lỗ mũi thôi được không? Nhưng... thôi. Còn gì nữa không? Hói cũng được, nhưng mà đừng có để lâu nhiều quá, lâu sùm xìu quá, lúc hùng nó ngứa lắm. Trời đất ơi. Hói không? Không có hói. Tóc để không hói. Ủa không, để tóc ngộ vậy? Ừ, tóc màu đen lạ mà. Chứ coi coi có hói không, ngụy trang hay là... Không, không hói. Ồ, tại màu đen vậy đó hả? Ờ. Nhưng mà đừng có để râu xòm xòa nghe, hung nhột lắm á. Râu thì nhiều nhưng mà sáng đã cạo vậy. Có râu nhiều lắm em, nhưng mà cạo xa xác. Nói chị trời, nó cứng cứng chọt chọt còn ngứa dữ nữa. Rồi có gì nữa không? Em bị vấp ngã một lần rồi. Nên em không muốn là bạn trai mượn tiền em nha anh. Nghe không? Em nghe. Có ý định mượn tiền phụ nữ không? Chưa biết chị. Hả? Chưa biết, bây giờ em không thể hứa trước được, biết đâu sau này hai người quen nhau rồi xảy ra cái gì đấy rồi rồi sao không mượn thì sao. Chắc vừa xỉu quá. Em nói thật, ở đây mình không thể khẳng định là sau này nó xảy ra cái gì thì mình đâu biết được. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Sao biết được, ví dụ hai người quen nhau bữa rồi anh đi ăn uống gì anh quên bỏ bóp nhà, không lẽ anh không mượn? Dạ. Cái đó không cần mượn. Hiểu để bảo bên bóp nhà thì bên đây ta trả tiền vẫn được, không có gì mượn hết á. Mượn là mượn để làm cái việc riêng mới mượn, còn tiền chung thì đi ăn đi uống thì quên đi bóp bình thường. Hai người quen nhau gần đi đến kết hôn rồi, ví dụ anh kẹt vô vốn làm ăn gì đó anh mượn không được hả? Thì được đó, nhưng mà rồi bị giật đó. Giật đâu phải người nào cũng giật đâu. Đâu, tôi thấy nhiều người giật lắm, hồi đó em cũng bị giật mà y vậy luôn. Vậy cả đời coi như không tin đàn ông luôn. Không, bây giờ không cho ai mượn tiền, yêu đừng mượn tiền. Thì không rồi không chị. Ờ thì vậy đi, sao cứ lòng vòng ngoài ta, không muốn cho mượn tiền mà ép người ta nữa. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng nhiều lắm. Gì ví dụ? Em thì cũng ở dơ đó, nhưng mà em thì không thích người ở dơ. Em đi làm về khuya, thế nên là 9-10 giờ tối chẳng hạn, em không bao giờ ăn tắm. Sáng rồi mới tắm. Rồi ngủ chung với vợ rồi không, không tắm luôn. Thay đồ đi ngủ thôi chứ không tắm. Sáng dậy có tắm đi làm không? Có, không tắm thì cũng gội đầu. Ủa, tắm không tắm mà gội đầu là sao, là tắm cái đầu của cái mình chừa lại hả? Ý cái đầu là... xuống gội thôi còn cái mình chừa lại. Chừa cái mình lại thiệt luôn á hả? Ý em nói là nếu như mà mình không tắm thì mình phải gội đầu. Ủa là sao anh Linh? Thì nó thúi chứ sao. Đâu có sao đâu, không tắm thì nó thúi à. Rồi được rồi, cái đó là khuyết điểm á hả? Có ưu điểm gì không? Kể khuyết điểm hoài, bên này gái chạy luôn á. Ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em nấu cũng rất là ngon. Rồi gì nữa? Em chơi thể thao, cho có môn gì em cũng biết nhưng mà không giỏi đâu. Không, bộ đội thì những cái việc này rất là ok. Nhưng vấn đề chỗ mà bây giờ là tao không chịu rồi đó. Trời ơi, bên đây tao làm thời trang, tao đẹp sạch sẽ thơm tho vậy, bên kia không tắm. Cũng ngộ thiệt. Hello. Chào anh. Chào em. Thần tượng anh Linh đó. Anh đây quầy nấu ăn tốt nè, công việc tốt, nhưng chỉ có băn khoăn chuyện không có tắm đó. Anh hỏi lo nè. Anh nói nếu mà chịu bấm nút cho em mà em về nhà em huấn luyện là chắc chắn anh sẽ tắm. Đơn giản anh không tắm mà khỏi cho anh vô nhà ngủ.
ra ngoài ngoài đường ngủ. Đó là cách đó hả? Ừ. Rồi. Mình làm theo kỷ luật quân đội luôn anh. Được, cũng được. Em có yêu ngay cái nhìn đầu tiên không? Em nhìn anh là em yêu ngay cái nhìn đầu tiên rồi đó. Cảm ơn em nha. Sao anh? Ai biết. Tại vì anh cảm nhận thôi chứ tôi đâu cảm nhận được đâu. Bây giờ vậy đi, mình tham khảo ý kiến người thân đi. Bạn có đi với ai không? Có, em đi với anh họ cũng là bạn. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các quý vị khán giả. Thực ra thì em với Vin là cũng có họ hàng, nhưng mà vì đồng trang lứa cho nên chơi với nhau cũng thân. Em thấy bạn nữ xinh xắn, dễ thương, cũng khá cá tính. Có một cái điểm là hai bạn kết hợp chắc sẽ thuận lợi, đó là bạn nữ làm thiết kế thời trang cho nên chắc thiết kế được khá nhiều đồ, cho nên dù bên kia không tắm thì cũng vẫn có đồ mặc. Được. Em thấy là cặp đôi này cũng khá là thú vị. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đến em đi với là có hai đứa em họ, có chị dâu và dì của em nữa. Rồi, chào dì. Chào Cát Tường, chào Quỳnh Linh. Rồi, chào dì. Dì nhìn thấy, nhìn cái anh ở tấm đầu không tấm mình đó, bảo sao dì? Dì thấy là Biên cũng hợp với Nhung đó. Còn tấm đầu tấm mình thì cái đó như nó đùa thôi chứ làm gì có cái chuyện đó. Vậy mà có đó dì. Có thì về hai đứa tự sửa đổi với nhau thôi. Dạ. Còn em gái hay chị gái, chị dâu thấy sao? Em chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị dâu. Nhung thì rất là chung tình, nhưng mà chỉ cần một người nam chung tình nữa thôi là đạt tiêu chuẩn. Yeah. Còn em nhìn bên Bin thì trước tiên là cái vóc dáng là cũng tốt, và cái hình thức bên ngoài là đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn chị, giờ chú không sao em. Bây giờ cho cả hai gặp mặt nhau đi. Rồi, nào, cảm ơn. Chúng ta có thời gian rất ngắn để nói chuyện với nhau. Dạ, chào, cảm ơn anh. Nãy giờ ngồi nói chuyện với nhau qua tấm rèm này, em cảm nhận về anh thế nào? Có đạt được một chút tiêu chuẩn gì của em? Em nghe thấy giọng nói của anh là em thấy là anh là được 9 trên 10. Giọng anh rất là hiền và từ tốn. Về nhà chắc là không ăn hiếp em. Hơn xui. Mong là hơn nhiều hơn xui. Rồi, còn anh cảm nhận cô gái như thế nào? Em cảm nhận người đối diện em thì nói chung là cũng ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Tức là xinh xắn hơn em nghĩ. Ổn rồi phải không? Ổn, mình tính tới chuyện hôn nhân luôn, được chị gả luôn cho. Quan điểm của em về hôn nhân thì hai người đến với nhau á, miễn sao mà yêu nhau thật lòng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, phải có trách nhiệm với gia đình. Còn em thì ngày nào em cũng coi chương trình của anh Quyền Linh mà, nên ngày nào em cũng sẽ cố gắng nấu cho anh một món ăn ngon. Đúng rồi. Cảm ơn em. Hy vọng em bấm nút. Bấm sao được, mình phải tỏ tình ta làm sao chứ. Bây giờ em nói một cái gì đó thật là tình cảm, tỏ tình, hoặc là em hát một bài hát. Hát thì em hát không được chị. Hát là mình em hát không được. Chứ hát mấy mình? Hát nhiều người thì em hát không kịp nên em... Em hát. Ủa là sao? Chị không hiểu à? Hả? Hát một mình thì em hát không được, mà hát nhiều người thì em hát không kịp người ta, nên em không bao giờ em hát. Dạ, em hát cho bạn gái em nghe, em tỏ tình với bạn gái em thôi, coi như mọi người xung quanh không, em được. Không, tỏ tình thì không nhất thiết phải hát chị. Thì như... em làm gì em làm đi. Em muốn làm gì em làm đi. Anh hy vọng là sau chương trình này anh với em sẽ có thời gian tìm hiểu thêm. Anh sẽ cố gắng làm một người đàn ông tốt theo như mong muốn của em. Em cho anh một cơ hội. Đó, ít nhất là vậy. Bạn gái, không phải có một mình em là làm nhân chứng, mà tất cả các khán giả đài ở đây đều làm nhân chứng, và đặc biệt là anh Quyền Linh và chị Cát Tường đều làm nhân chứng. Nếu mà anh có phản bội lời hứa thì lúc đó là con người anh sẽ ra sao thì em không biết. Được rồi. Đó là nhắn nhủ bao nhiêu con người ở trong cái khán đài này làm chứng đó nha anh nha. Nào, để tay nút bấm. Chỉ có 3 tiếng đếm thôi, các bạn phải suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Bây giờ chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Bây giờ hung cái kỷ niệm đi. Khó quá anh. Không có gì khó đâu. Đâu nhiều quá anh ơi. Đó.